Mời anh chị em lắng nghe suy niệm suy tôn thánh giá Chúa Giêsu. Suy niệm mang chủ đề Thánh giá và chúng ta. Trong Tin mừng theo Thánh Matthew và Thánh Marco, sau lời tuyên tín của Thánh Phêrô, thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Và sau khi mặc mà khải mầu nhiệm thánh giá mà chính mình tự nguyện bước vào. Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình. Hôm nay ngày lễ suy tôn thánh giá Chúa Giêsu, một lần nữa chúng ta cùng nhau nhìn ngắm thánh giá để thêm một lần khám phá tình yêu dịu vợi của Thiên Chúa đã làm phát sinh những kết quả vô cùng từ thánh giá. Học lấy tình yêu của Thiên Chúa nơi thánh giá Chúa Kitô, chúng ta xác tín mạnh mẽ chỉ một mình Thiên Chúa mới là người yêu đích thực của chúng ta nhờ người yêu và nhờ tình yêu có một không hai ấy con đường thánh giá trở thành con đường đẹp tinh tuyền xóa hết những tội lỗi những thù nghịch để chỉ còn lại một bầu trời dung thứ bình an thắng vượt nghĩa ân Chúa Kitô muôn đời trở nên vì Thiên Chúa gần gũi, sống động của con người. Thánh giá Chúa Kitô mãi mãi là cây thánh giá của ơn nâng đỡ, sớt chia, ủi an dành cho từng người chúng ta. Biết bao nhiêu tâm hồn chìm trong tội, nhận ra bầu trời trong mát dịu của thánh giá, can đảm tách rời khỏi quá khứ tội lỗi, làm lại cuộc đời biết bao nhiêu tâm hồn suốt đời chỉ trìm trong bạo lực đã nhìn lên bóng thánh giá mà rửa mình sạch mọi dơ bẩn để trở nên hiền hòa đức độ biết bao nhiêu con người đêm ngày ngụp lặng trong bất công xảo kế bỗng một lần nhìn lên thánh giá đã quay lưng với tất cả lợi lộc từ những gian xảo mang lại để biến mình thành môn đệ Chúa Kitô. Biết bao nhiêu những tâm hồn lồng lộn dữ dằn như những con thú hoang, bỗng một lần khám phá ánh sáng yêu thương chiếu dọi từ thánh giá đã trở nên hiền hòa, nhân hậu, đáng mến. Biết bao nhiêu kẻ sống ích kỷ, đêm ngày chỉ biết tư lợi, bỗng một lần nhìn lên thánh giá đã trở thành kẻ xả kỹ biết hiến thân và hiến dân cũng vậy biết bao nhiêu tâm hồn bị đầy ải khổ đau cuộc sống như chỉ còn muốn sống cho qua ngày đoạn tháng bỗng được tình yêu của thánh giá chiếu rọi trở nên bình an hơn chấp nhận trong vui tươi hơn biết bao nhiêu kẻ tử tù trên đường đi về cái chết đã nhìn thấy thánh giá và thánh giá bỗng trở nên sức mạnh, khiến cuộc ra đi không còn đau đớn, chỉ còn là niềm tin chiến thắng. Biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta thầm lặng hoặc công khai giữa những lúc bách hại vì thánh giá, bất chấp mọi đe dọa, đêm ngày rao giảng đức tin vào tình yêu kỳ diệu của thánh giá Chúa Kitô biết bao nhiêu người nhìn cứ tưởng yếu đuối, mỏng giòn, nhưng nhờ tin vào thánh giá Chúa Kitô, họ đã có sức mạnh phi thường vượt thắng mọi thách thức mà con người hay hoàn cảnh hay môi trường mang lại. Biết bao nhiêu người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi vì thánh giá Chúa Kitô đã có thể sống trung thành với đức tin mà không gợn một chút nghi nan, một chút u uất nào. Biết bao nhiêu tâm hồn đầy chữ nghĩa, khoa bản, hiểu biết, nhìn lên thánh giá, đã biết học lấy bài học của khiêm tốn, sống đơn sơ, thậm chí thô sơ với mọi anh chị em dù họ thấp kém hay sang trọng. Ngược lại, cũng có biết bao nhiêu tâm hồn nhờ tình yêu đối với thánh giá và đêm ngày chỉ biết suy tư cùng thánh giá ôm lấy thánh giá trọn đời mình dù họ là người kém cỏi ít hiểu biết lại trở nên khôn ngoan thấu hiểu những chân lý cao siêu lạ thường biết bao nhiêu người suốt đời chỉ biết nhìn lên thánh giá chọn thánh giá làm lẽ sống vì thế đời họ luôn luôn sáng rực nụ cười và gieo nụ cười khắp nơi. Biết bao nhiêu người đã có thể trải lòng mình cho mọi người ở mọi nơi, mọi lúc nhờ kiên định trong tình yêu đối với Thánh giá Chúa Kitô. Biết bao nhiêu người bước ra từ trong đau khổ vẫn không mất niềm bình an bởi họ đã tin vào thánh giá Chúa Kitô, nhìn thân xác quằn quại trên thánh giá, một thân xác không còn hình tượng người ta, khó có ai bảo rằng đó là con người đẹp nhất trần gian, nhưng quả thật đó là con người đẹp nhất trần gian. Loài người chỉ có thể khám phá vẻ đẹp của con người một khi họ nhìn Ngài bằng ánh mắt của tình yêu mà Ngài đã yêu và vẫn yêu. Chúa Kitô, một tình yêu kiểu mẫu, một tình yêu rực sáng, một tình yêu dò dòi dọi, một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu đại lượng. Chúa Kitô là người đẹp nhất bởi vì Chúa đã yêu, vẫn yêu, yêu đến cùng, yêu cả khi không nhận được tình yêu từ người mình yêu yêu càng mãnh liệt khi bị kẻ mình yêu khước từ chống đối giết chết. Chúa là người đẹp nhất bởi tình yêu nguyên tuyền không một chút phai không một chút nhạt không một chút suy suyễn. Dẫu Chúa chỉ nhận được những cuồng nộ những bạo lực. Chúa là người đẹp nhất bởi tình yêu của Chúa đứng trên tất cả mọi tình yêu. Tình yêu của Chúa còn đứng trên cả sự tàn ác, hung bạo của những kẻ mình yêu. mãnh lực của tình yêu giê xu -tô vừa lạ lùng, vừa cuốn hút, vừa êm đềm, vừa mạnh mẽ. Tất cả chúng ta hãy sống, hãy tỉnh thức mà khám phá tình yêu quá đổi ấy. Hãy bắt chước Chúa mà yêu đến cùng, yêu đến hy sinh, yêu đến mất mạng sống cho tất cả mọi anh chị em mà Chúa dạy chúng ta phải yêu. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Đó là lời mời gọi Chúa Kitô dành cho những kẻ muốn tiếp bước đi theo người để họ nhận ra điều kiện tiên quyết là phải hy sinh. Hy sinh là chữ đầu tiên mà ta có thể sống để tháp nhập mình vào thánh giá Chúa Kitô. Hãy để thánh giá Chúa sống trong đời ta, thánh giá sẽ nhắc ta trong mọi chiều kích của cuộc đời rằng lẽ sống của chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô. Kính chúc anh chị em luôn được thánh giá Chúa chiếu rọi cuộc đời mình bằng những ánh sáng của tình yêu xuất phát nơi Chúa Kitô. Cảm ơn tất cả đã lắng nghe.